Xin chào các bạn, như các bạn cũng biết thì hiện nay trên mạng xã hội Facebook hoặc là Instagram vân vân, chúng ta sẽ không thể không biết đến một cái trào lưu rất hot và tăng tính tương tác cao, đó chính là livestream. Và bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có thể livestream. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới. Đây là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới có hỗ trợ và đặc biệt là ưu tiên dành cho các tín đồ livestream. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng xem là sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Và như các bạn đã thấy thì ngay trên bàn trên tay mình chính là chiếc hộp Livestream Beautifully này. Acer đã đi đầu tiên phong trong cái việc mà sản xuất điện thoại và đánh vào cái xu hướng là livestream. Đây, khi mà mở hộp thì bên trong này các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một hộp, trong này chắc chắn là có thân máy và phụ kiện. Ngoài ra thì ở trên thì có một hộp là Acer Lolly Flash. Đây chắc chắn là đèn flash để hỗ trợ cho việc livestream, hắt sáng vào mặt bạn khi bạn livestream á, tripod. Việc livestream của bạn sẽ tiện lợi hơn và không cần phải cầm, bạn có thể để tripod ở trên bàn hoặc bất cứ mặt phẳng nào đó và cắm điện thoại vào rồi cứ thế mà livestream thôi. Đây là sticker để chơi thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có bộ sách hướng dẫn sử dụng. Wow, và ở dưới thì đúng là tín đồ livestream thì hầu như là con gái đúng không? Sống ảo. Ở dưới này còn được tặng kèm một bộ gương nữa. Khi mà nói về sản phẩm Zenfone livestream này thì các bạn có tò mò là nó có khác biệt gì so với những smartphone thông thường không? Tên của sản phẩm là Zenfone Live. Sản phẩm này đang bán tại thị trường Việt Nam với mức giá là 3.690.000. Khi mà mua sản phẩm thì các bạn chỉ có sở hữu một cái hộp như thế này thôi, gồm có thân máy này và ở dưới vẫn là sách hướng dẫn sử dụng cùng với một cái cáp sạc. Acer Zenfone Live sở hữu một cái ứng dụng độc quyền là Beauty Live. Ứng dụng này cho phép các bạn có thể tạo ra một cái hiệu ứng làm đẹp gương mặt và tạo giữ cho cái giao diện gương mặt của bạn đẹp trong suốt cái quá trình livestream. Điều này sẽ khiến bạn thu hút được người xem hơn, đánh vào cái nhu cầu của người dùng khi mà livestream, đó là lúc nào cũng muốn mình được xinh đẹp. Khi mà vào app Beauty Live thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ được phát trực tiếp, có kết nối với các ứng dụng như là Facebook, Instagram và YouTube. Các mức độ làm đẹp sẽ từ 0 đến 9 cho các bạn tùy nhu cầu, bạn nào mà muốn cà mặt càng mịn càng tốt hoặc là mặt càng thon nhỏ càng tốt ạ. Trong quá trình livestream thì để đảm bảo cái việc mà bạn có thể truyền tải nội dung tốt nhất đến cho người xem thì chúng ta cần có một hệ thống âm thanh tốt. Và Zenfone Live đã được tích hợp một hệ thống MicroCap MEMS giúp giảm thiểu tiếng ồn, có độ nhạy âm thanh cao. Đây, khi mà phát trực tiếp thì chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện. Ở bên trên góc bên tay phải sẽ có chỉnh luôn cả hiệu ứng màu sắc luôn. Các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ chỉnh luôn được hiệu ứng màu sắc trong quá trình livestream, viết cả bình luận, cả thay đổi cả phông chữ màu của bình luận luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy, dễ dàng nhìn thấy có một cái góc, cái icon của cái ứng dụng là Beauty Live ở góc đây. Kích vào thì sẽ cho phép chỉnh luôn cả gương mặt, hiệu ứng gương mặt là cái độ mà ảo diệu này, về mịn da mặt rồi là thon gọn khuôn mặt sẽ ở đây hết. Đây có mức độ từ 0 đến 10 luôn. Đây là sáng vừa này, sáng vừa hơn và sáng mắc mạnh luôn. Thấy nó hắt sáng ra kinh ạ. Công nhận là chuyên phục vụ cho livestream có nhiều tính năng. Tiếp theo phải kể đến camera chính có độ phân giải là 13 megapixel và khẩu độ là f2.0, có hỗ trợ 12 chế độ chụp hình khác nhau. Và đương nhiên là để phục vụ cho việc livestream tốt hơn mà không bị gián đoạn thì các bạn cần một mạng kết nối thật là tốt và mạnh. Acer Zenfone Live hỗ trợ kết nối mạng 4G LTE tốc độ cao. Một ưu điểm nữa đáng chú ý đó chính là Acer Zenfone Live cũng sở hữu một thiết kế bo cong mềm mại và kích thước khá là nhỏ gọn nhẹ với màn hình 5 inch HD. Và vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của Acer là Acer Zenfone Live phục vụ riêng cho tín đồ livestream. Mình thấy đây là một động thái khá là thông minh khi Acer đã tiên phong trong vấn đề này. Các bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm trên website reviewdao.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.